Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng từng nhiều lần giật mình thảng thốt, không biết tiền của mình đi đâu mất. Và kết quả, sau nhiều năm đi làm, thói quen chi tiêu không hợp lý dẫn bạn đến ngưỡng tài chính bấp bênh, không hề có tích lũy. Ai cũng cho rằng, về chi tiêu dưới mức thu nhập quả thực quá khó khăn, khi mà chúng ta có rất nhiều thứ cần đến tiền. Nhưng đã đến lúc bạn cần nhìn lại tình hình tài chính của mình để ra những quyết định đúng đắn. Không quan trọng thu nhập bao nhiêu, số tiền bạn có thể giữ lại mới quyết định khả năng giàu có và thành công. Và thói quen chi tiêu chính là chìa khóa quyết định sự giàu có của mỗi người. Thế nhưng, chắc hẳn bản thân chúng ta không ít lần rơi vào tình cảnh hoang mang, không hiểu sao mình rơi vào cảnh rỗng túi. Thực ra, điều này đến từ thói quen tiêu tiền mỗi ngày của chúng ta. Nhưng vì chúng ta đã quen với điều đó nên không nhận ra mà thôi. Vậy bạn đã biết những dấu hiệu cho thấy chúng ta đang có thói quen tiêu tiền không thông thái hay chưa? Và chúng ta phải làm như thế nào để loại bỏ chúng, hướng đến sự giàu có trong tương lai? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên chính là thói quen chi tiêu tùy hứng. Chúng ta thường dễ hành động tùy hứng, không suy nghĩ khi tâm trạng không vui. Cố vấn tài chính Kara Steven nhận định, khi chúng ta cho phép các yếu tố cảm xúc kiểm soát hành động, ta có thể đưa ra quyết định tài chính tốt trong thời điểm đó, nhưng về lâu dài sẽ thấy không đáng giá. Cô khuyên ta nên theo dõi những yếu tố cảm xúc dẫn tới việc tiêu xài quá trớn. Hãy tìm cách giải quyết căn nguyên cảm xúc đó thay vì mua sắm. Đối với những bạn yêu thích mua sắm, việc quản lý cảm hứng sắm sửa đồ đạc theo nguyên tắc 30 ngày yêu sẽ giúp bạn tiết kiệm được kha khá chi tiêu. Theo như nguyên tắc này, khi bạn yêu thích một món đồ gì đó, hãy khoan sở hữu nó một cách vội vàng và chờ đợi xem sau 30 ngày nữa liệu bạn có còn thích món hàng này nữa hay không. Thêm vào đó, việc chờ đợi 30 ngày biết đâu sẽ khiến bạn tìm được những chỗ bán món hàng này với mức giá hời hơn hay săn được một chương trình khuyến mãi nào đó bất ngờ. Đôi khi, bạn chi tiêu theo ý thích sẽ không mang lại giá trị thực tế vì nó chỉ xuất phát từ cảm xúc cá nhân. Điển hình như có nhiều bạn có thói quen hay mua đồ linh tinh, tưởng chừng không đáng kể nhưng lại ngốn của bạn rất nhiều tiền vì tích tiểu thành đại mà. Hãy phân biệt được món đồ bạn cần và món đồ bạn thích. Tùy vào từng điều kiện kinh tế trong từng giai đoạn, nếu bạn không dùng rỉnh thì chỉ nên mua đồ bạn cần mà thôi. Chi tiền cho những dịch vụ, sản phẩm theo ý thích là thói quen không tốt cho việc quản lý tài chính. Vì thế, bạn cần phải hạn chế hơn và chi tiêu một cách hợp lý. Bị cuốn vào hàng hóa ảo là thói quen khiến bạn mãi không thể trở nên giàu có. Hàng hóa ảo hoặc tài sản số, tài sản ảo là những vật thể phi vật lý và được mua sử dụng trong cộng đồng trực tuyến hoặc trò chơi trực tuyến, bởi những người sẵn lòng chi trả để đạt được mục đích nhất định. Ngoài ra, hàng hóa kỹ thuật số có thể là một danh mục rộng hơn, bao gồm sách kỹ thuật số, âm nhạc và phim ảnh. Hàng hóa ảo không phải là một sản phẩm mà là một dịch vụ. Do vậy, hàng hóa ảo thì vô hình. Hàng hóa ảo thường được bán bởi các công ty vận hành dịch vụ mạng xã hội, trang web cộng đồng hoặc trò chơi trực tuyến. Hàng hóa ảo bao gồm quà tặng ảo, nhân vật ảo, dụng cụ ảo, trang phục ảo cho hình đại diện. Gần đây, các hàng hóa ảo kiểu như vậy đang dần trở nên phổ biến trong các trò chơi miễn phí như một cách để tăng doanh thu cho các nhà phát hành. Margaret Fry, tác giả cuốn sách Single Human and Money, How to Live Well on Your Income, cho biết, bạn tải xuống một ứng dụng trò chơi trên điện thoại, sau đó bị cuốn vào việc mua liên tục các bản nâng cấp và bổ sung thông qua hình thức được gọi là giao dịch vi mô. Không chỉ trẻ em bị những món đồ ảo cám dỗ, ngay cả người lớn cũng gặp rắc rối khi đổ tiền vào trò chơi. Đôi khi khoản tiền này chỉ là vài USD, nhưng với những món đồ hiếm thường chỉ bán theo mùa, nó có thể lên tới vài ngàn USD. Thói quen chi tiêu sai lầm thứ ba chính là quên sử dụng voucher giảm giá, quà tặng. Theo một báo cáo vào năm 2020, ước tính mỗi năm người tiêu dùng Mỹ đang lãng phí tới 3 tỷ USD vì không dùng thẻ quà tặng. Đôi khi ta gặp khó khăn khi đổi thẻ quà tặng, nên thẻ đó dành cho thương hiệu hoặc nhà hàng ta không thích hoặc ít lui tới. Dù vậy, đôi khi sự lãng phí tới từ việc chúng ta quên mất mình có chúng. Steven cho biết, các doanh nghiệp đang bỏ túi một khoản khi chúng ta không sử dụng và tận hưởng thẻ quà tặng của mình.
chúng ta cũng đang tiêu tiền không cần phải tiêu khi không dùng đến thẻ quà tặng. Muốn tiết kiệm tiền, trước tiên hãy đi khảo sát xem đâu là nơi có giá thích hợp nhất đối với bạn trước khi mở ví. Nếu món đồ đó chưa thật sự cần thiết, hãy đợi đến những đợt giảm giá. Bên cạnh đó, việc quên kiểm tra biên lai dường như là điều mọi người thường xuyên mắc phải khi đi mua sắm. Jeanette Parvini nhận định, thói quen mua hàng không kiểm tra biên lai có thể khiến ta trả giá. Chúng ta thường có thói quen mua sắm rồi vứt bỏ biên lai ngay lập tức hoặc không xem lại hóa đơn hàng tháng của mình. Parvini cho biết, chỉ mất vài phút để đảm bảo rằng bạn không bị tính quá nhiều hoặc phải trả một khoản phí không áp dụng. Nhiều doanh nghiệp hiện nay cung cấp biên lai online, do đó chúng ta không phải lo lắng về việc lãng phí giấy hoặc mang theo vật dụng thừa. Mua quần áo liên tục theo mùa tưởng như chỉ là một thói quen thuận theo tự nhiên, nhưng hóa ra cũng là một trong những nguyên nhân gây nghèo. Ngành công nghiệp thời trang được xây dựng và phát đạt dựa trên việc thuyết phục người tiêu dùng mua các mặt hàng cần có hoặc phải có mỗi mùa. Các trang web, cửa hàng và những bài đăng trên mạng xã hội đều không ngừng giới thiệu loạt thiết kế mới hợp thời trang. Thật dễ hiểu khi nhiều người tiêu dùng bị cám dỗ rồi chi tiêu nhiều hơn mức họ cần. Tuy nhiên, khi bạn mù quáng chạy theo những quảng cáo và tiếp thị ấy, thì ví tiền rất dễ rơi vào thảm cảnh trống rỗng. Đặc biệt khi mua sắm online, đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, việc những tín đồ shopping rơi vào cảnh không xu dính túi sau mỗi mùa săn sale đã không còn lạ lẫm. Cố vấn tài chính, nhà sáng lập Credit to Close by PMG, Worldwide Tomica Lynn Purcell nhận định, nhiều người đang bỏ tiền mua sắm quần áo theo mùa mỗi năm một cách không cần thiết. Thời gian liên tục thay đổi khiến mọi người nghĩ cần liên tục mua mới, ưu tiên số lượng hơn chất lượng. Người tiêu dùng dần quên giá trị các mặt hàng thiết yếu và chăm chăm mua sắm quần áo chất đầy tủ. Và cuối cùng, nếu bạn coi việc mua đồ vì nó đang giảm giá là một thói quen khó bỏ, thì ví của bạn sẽ chẳng bao giờ dài nổi. Tiêu dùng kiểu truyền thống khiến khách hàng cân nhắc kỹ trước khi mua, cộng thêm việc sử dụng tiền mặt và mặc cả, khách hàng suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định. Tuy nhiên, những đợt khuyến mãi lại khuyến khích con người theo hướng ngược lại. Mô hình tiêu dùng được chuyển thành thấy khuyến mãi và mua hàng luôn. Hình thức thanh toán bằng thẻ hay mua sắm online càng thúc đẩy con người mua sắm không suy nghĩ. Hơn nữa, khi mọi người nhìn thấy hai từ giảm giá được quảng cáo trong một cửa hàng nào đó, họ tin rằng mình sẽ mua về sản phẩm với mức giá hời. Trong hoàn cảnh bình thường, bạn không hề có ý định mua món đồ đó, song khi nó được giảm giá, tâm lý có lời cho bản thân sẽ khiến người tiêu dùng đẩy cao ham muốn mua sắm. Dần dần thói quen mua hàng ấy sẽ đưa bạn đến tình cảnh bội chi. Và cuối cùng là nợ nần chồng chất vì không thể thanh toán được số dư thẻ tín dụng vào mỗi cuối tháng. Khi ấy một sản phẩm đang giảm giá khuyến mãi, đừng vội mua ngay. Ai cũng thích được mua hàng khi chúng được giảm giá tốt. Tuy nhiên, đây là một chiếc bẫy mua hàng vì đôi khi ta mua sắm vì chúng giảm giá, chứ không thực sự cần. Jeanette Parvini, tác giả cuốn sách The Joy of Saving cho hay, mua hàng giá hời cho những thứ bạn cần đã tốt, nhưng có thói quen mua hàng chỉ vì có đợt khuyến mại khiến bạn phải trả giá đắt theo một nghĩa khác. Nhiều cửa hàng chỉ áp dụng chính sách giảm giá khi bạn chi tiêu một số tiền nhất định ở đó. Nó chính là một cái bẫy khiến người tiêu dùng mua nhiều mặt hàng hơn. Khi thanh toán hóa đơn, nhìn bề ngoài có vẻ bạn đã được chiết khấu giá. Song thực tế thì bạn lại lãng phí tiền thay vì tiết kiệm do mua về những thứ chưa chắc đã sử dụng đến. Tỷ phú Warren Buffett từng nói, nếu bạn cứ mua những thứ mình không cần, chẳng bao lâu nữa bạn sẽ phải bán thứ mình cần. Nếu chỉ mải mê mua hàng giảm giá, bạn có thể vô tình gắn kết bản thân với những giá trị thấp, chấp nhận dùng tạm thay vì nỗ lực mua những thứ mình thực sự cần. Kết quả những quyết định sai lầm càng khiến bạn mất nhiều tiền hơn. Và để giúp các bạn từ bỏ những thói quen gây nghèo, xây dựng thói quen làm giàu, thì bí quyết thành công muốn gửi tới các bạn một ứng dụng có tên là 30 ngày thói quen, xây dựng cuộc đời ngoại hạng bằng những thói quen vượt trội. Khi sử dụng ứng dụng này, các bạn sẽ được tham gia khóa huấn luyện chuyên sâu 30 ngày về việc tự xây dựng thói quen dựa trên hiểu biết tiên tiến nhất về khoa học. Ngoài ra, bạn sẽ được trải nghiệm bộ bài luyện nghe về 25 thói quen quan trọng nhất. Mỗi thói quen trong 30 ngày để truyền cảm hứng, kích hoạt hành động, tìm ý nghĩa và củng cố kiến thức trong mỗi thói quen. Ứng dụng chứa hơn 1.000 cộng ví dụ minh họa, tình huống sát sườn
giúp bạn hiểu và áp dụng các nguyên tắc hình thành thói quen bền vững, hơn 100 cộng bài học về hành trình xây dựng thói quen độc đáo của những người thành công và hơn 300 video và audio giúp bạn nghe ngấm, hiểu sâu để kiến thức ăn vào trong tiềm thức. Khi học trên ứng dụng 30 ngày thói quen, bạn sẽ học nhanh hơn 72% nhưng nhớ lâu hơn 150%. Nhờ giải pháp vừa học vừa làm bài tập liên tục, bạn sẽ được nghe ngấm nội dung kiến thức cốt lõi chỉ 3 đến 5 phút mỗi bài. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký link ở phần mô tả của video để nhận được phần quà hấp dẫn là 93 cuốn sách nói và 95 cuốn sách điện tử cùng những ưu đãi về ứng dụng 30 ngày thói quen để thay đổi và nâng cao chất lượng cuộc đời bạn, đem lại một nền tảng tự động cho cuộc đời thành công. Số tiền bạn có không đồng nghĩa với việc bạn đang sống hạnh phúc hay đau khổ. Việc học cách chi tiêu hợp lý và hưởng thụ trong khả năng của mình sẽ cho bạn sự tự do về tài chính. Hãy sống một cuộc sống thanh đạm mà không quá hẹp hòi bằng cách tạo những thói quen đúng đắn trong chi tiêu các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình hình dịch bệnh vẫn đang vô cùng căng thẳng. Vì thế, hãy thực hiện các biện pháp phòng dịch an toàn để cùng nhau ngăn chặn đại dịch lây lan nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.